Dạ ơi. Đang nhìn thấy con rơi đánh bắt thì mẹ chạy mất, ướt cả người rồi. Đây này, đứng dậy bên này. Đâu? Họ xem nè. Xem đi. Ừ. Ok, con giận đấy. Nó quen con thảm nhé, để chú sạch nước này. Đây, bắt đầu một cái sạch nước, cái sạch phòng thừa đây. Tưởng bé lâu lắm rồi. Biết được người mình không? Mẹ vậy. Tự nhiên chào những người. Chú có áo không? Tí nữa chú thay áo đi. Ừ. Dư quá, vừa thấy nó giận thì bắt theo những người. Cứ đôi, cứ đôi. Dần quay cái mặt dạ. Quay cái sắp cạnh mặt dạ. Người gạo gầy cho xương luôn, chỉ có mỗi cái bụng mà bé. Cũng không gầy lắm, bạn gạo cũng gọi là tính dạng trung bình. Gọi là gầy nhỉ? Cái đây là gọi là trung bình thôi, không phải là chấp nhận được. Chấp nhận được. Không phải là gầy, cũng không phải là béo. Nào, đâu này. Ok, mình cũng xả. Mình cũng xả gần xong đấy rồi. Ôi, lấy, con lấy mấy tấm khăn nhá. Mình sẽ đi kệ khăn ở đây. Ok. Có hai cái tã bông rồi đấy, chú ạ. Bây giờ gạo không phản ứng nữa mọi người ạ. Mắt gạo mở to tròn. Ui, ui, ớt bông một con. Ai? Anh Mưu sao này, đau quá. Ai Mưu gạo ơi. Ui sổ, thế người đó. Tí nữa chú thay áo đi chú ạ. Không chừng bị cảm cúm ấy. Chú nha. Thế con gạo hư chưa? Thế con gạo hư chưa? Đấy, gạo nhá. Đúng với biệt danh, đúng, đúng cô anh gọi luôn. Con gạo rất là hư. Thối đần. Các bạn ạ. Ui, gạo nhá, sao ạ? Gạo được cái tính là rất là hay chấm người. Ừ, xong rồi. Đây là con gạo. Con giải cho chú hai cái tã bông rồi đấy, chú ạ. Đâu? Đây, kia. Ướt người rồi, gạo ơi. Tao không mang áo thay đâu. Chúng ta phải kiểu ướt áo để cho mặt cô. Ướt hết là tao rồi. Bố con sẵn sàng mua những áo. Không quần áo. Nhưng mà với điều kiện là ngày mai chú phải đi trải nhá. Ừ. Tầm trường áo chú cô như thế này. Ướt hết áo nữa. Anh lại bài nhá. Gạo cũng không kém thì cái phần tắm hôm trước. Không, hôm trước là nó bướng đây là gạo nó sợ chèn lên người thôi. Hôm kia là nó vừa dãy vừa gào tầm lên. Thôi, bom thôi. Chào mọi người. Chào mọi người. Tắm xong gạo rồi. Mệt, tắm xong gạo rồi. Bây giờ mình chào mọi người nha. Yeah.